Hòa ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin hôm nay. Việt Nam rất lấy làm tiếc về phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức đưa ra ngày hôm qua 2 tháng 8. Đó là phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng với báo chí Việt Nam trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam sáng nay tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lên tiếng một cách chính thức, đáp lời cáo buộc của nước Đức là cơ quan an ninh Việt Nam đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức. Cáo buộc này được đưa ra cách đây hơn một ngày, trong đó có kèm theo lệnh trục xuất một viên chức của Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin, được cho là phụ trách công tác tình báo. Trả lời các phóng viên nước ngoài về cáo buộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và việc ông này đang xin quy chế tị nạn, bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng theo thông cáo của Bộ Công an Việt Nam vào ngày 31 tháng 7, ông Trịnh Xuân Thanh đã trình diện và đầu thú và hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra. Xin nhắc lại, vào hôm mùng 2 tháng 8 năm 2017, Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo cáo buộc Việt Nam đã tổ chức bắt ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu viên chức cao cấp ngành dầu khí Việt Nam chạy trốn sang Đức, sau những cáo buộc tham nhũng từ khoảng tháng 7 năm 2016. Thông báo nói rõ rằng việc làm của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp nước Đức và chưa có tiền lệ. Trong thông cáo này cũng có yêu cầu một viên chức tình báo Việt Nam tại Đức phải rời đất Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ, đồng thời phải đưa ông Thanh trở lại Đức để quyết định số phận của ông theo luật pháp của Đức. Ngoài ra còn có một nguồn tin là tờ báo chuyên về tài chính Financial Times của Anh còn nói rằng Đức ra lệnh trục xuất cả viên đại sứ Việt Nam tại Đức. Cho tới nay vẫn không có lời phủ nhận hay xác nhận chi tiết này. Và nhiều bản tin đều nói rằng ông đại sứ Việt Nam có bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Đức vào chiều ngày 1 tháng 8 giờ địa phương để trình bày vụ việc. Tòa đại sứ Việt Nam tại Đức thì trả lời rằng họ không có thông tin gì về vụ này. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Chính phủ Đức hôm 2 tháng 8 ra thông báo yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức ngay lập tức. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức gửi cho VOA có đoạn: "Chúng tôi yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc Việt Nam yêu cầu dẫn độ ông Thanh và yêu cầu xin tị nạn của ông ấy được xem xét thấu đáo. Chính phủ Đức cũng yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao nước này cho rằng họ tiến hành vụ bắt cóc một cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam ở Berlin." Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ra hôm 2 tháng 8 cho biết chính phủ Đức không nghi ngờ gì rằng Bộ Ngoại giao và mật vụ Việt Nam dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer nói trong thông cáo rằng vụ việc này có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ giữa hai nước. Ông Schäfer gọi đây là một sự bội ước lòng tin vô cùng lớn. Theo thông cáo này, đại sứ Việt Nam ở Đức đã bị triệu tập hôm 1 tháng 8. Chính phủ Việt Nam thông báo hôm 31 tháng 7 rằng ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau hơn một năm chạy trốn vì bị buộc tội tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước. Trước khi thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức được đưa ra, một công tố viên ở Berlin hôm 2 tháng 8 cho VOA biết rằng cảnh sát Đức đang điều tra một vụ bắt cóc gần đây và khẳng định người bị bắt cóc là công dân Việt Nam. Trước đó trong cùng ngày, nhật báo TASS của Đức có đăng bài viết về thông cáo của cảnh sát Berlin rằng họ đang điều tra một vụ bắt cóc một cựu quan chức chính phủ Việt Nam có tên Trịnh Xuân Thanh xảy ra ngày 23 tháng 7 tại một công viên ở trung tâm của thủ đô nước Đức. Khi được VOA hỏi phản ứng của Việt Nam về việc cảnh sát và báo chí Đức đưa tin vụ bắt này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói ông đang bận họp và chưa thể trả lời. Theo tờ báo TASS, có tên đầy đủ là Die Tageszeitung, một nhân chứng người Đức đã chứng kiến vụ bắt cóc ngay tại trung tâm Berlin và xác nhận với cảnh sát. Theo lời tường thuật của nhân chứng được tờ báo này trích đăng bằng tiếng Đức, nạn nhân 51 tuổi đã bị một nhóm người có vũ trang lôi lên một chiếc xe ô tô và được đưa sang một quốc gia châu Âu láng giềng ngay sau đó. Tờ báo này khẳng định những người đàn ông có vũ khí thuộc mật vụ Việt Nam và đăng kèm tấm ảnh của ông Trịnh Xuân Thanh với dòng chú thích bằng tiếng Đức cho rằng nạn nhân bị truy nã và đã bị mật vụ tóm. Trưởng phát ngôn viên Sở Cảnh sát Berlin, ông Winfried Renzer, cho nhật báo TASS biết họ đang tiến hành điều tra vì tình nghi về việc bắt cóc và cưỡng ép bắt người. Công tố viên cao cấp Martin Steiner của văn phòng công tố Berlin nói với VOA rằng do tính chất rất nhạy cảm của vụ việc nên họ không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì tại thời điểm hiện tại.
Tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ chi tiết gì về nghề nghiệp của người này hay chức danh của anh ta ở Việt Nam. Vâng, đó là một người đàn ông Việt Nam, nhưng tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì nữa. VOA cũng đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam tại Đức xin bình luận về vụ việc này, nhưng cho đến hết ngày 2 tháng 8 không nhận được trả lời. Nhật báo TASS nói ông Trịnh Xuân Thanh đã từng xin tị nạn ở Đức vào những năm 1990, giữa thời gian lúc tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp ở Việt Nam, nhưng lại tự nguyện hồi hương. Việc ông Thanh bị thất sủng ở Hà Nội được nhắc đến trong bài báo của TASS. Ông Thanh mất toàn bộ các chức vụ cũng như bị tước bỏ mọi tuyên dương khen thưởng và trở thành kẻ thù của một nhân vật đầy quyền lực là thủ lĩnh Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Theo truyền thông trong nước, chính phủ Việt Nam đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với ông Thanh sau khi Bộ Công Thương khởi tố ông và Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty PVC do thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh điều tra doanh nghiệp dầu khí này vào tháng 6 năm ngoái. Một nguyên nhân khác, theo Nhật báo của Đức, lý giải vì sao Việt Nam luôn thúc giục việc khẩn trương đưa ông Thanh về nước vì trong nội bộ Đảng Cộng sản, ông là người phát ngôn cho một phe nhóm đang trở nên nguy hiểm cho người đứng đầu đảng. Bài viết trên trang web của TASS trích lời một blogger người Việt ở Berlin nói như vậy. Cũng theo tờ báo này, ông Thanh từng viết trên blog rằng ở nước ngoài, ông ta muốn khai toạc và phanh phui những cơ cấu quyền lực ở những giới tối cao trong đảng và chính phủ. Nhưng ông Thanh đã không đủ cẩn thận. Theo Nhật báo TASS nhận định, từ một bức ảnh ông Thanh chụp tại một công viên vào mùa thu năm 2016, dấu vết của ông đã bị lần ra và mật vụ chỉ cần truy tìm ở Berlin để bắt ông Thanh. Đơn tố cáo của Trịnh Xuân Thanh. Tôi tên là Trịnh Xuân Thanh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, đại biểu Quốc hội khóa 2016-2021. Trong suốt thời gian làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tôi đã phát hiện ra nhiều hành vi ăn cắp bán dầu thô trên biển. Nhưng vì tất cả các hành vi đó đều được sự bao che của Thủ tướng các đời từ Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng, nên tôi sợ không dám tố cáo. Vì tôi biết rằng nếu mình tố cáo thì chắc chắn sẽ bị thủ tiêu. Nay tôi đã định cư tại châu Âu với lệnh truy nã của Công an Việt Nam về tội làm thất thoát tài sản 3.200 tỷ đồng của nhà nước. Vấn đề này tôi đã nêu rõ nhiều trên trang Facebook của Người Buôn Gió nên tôi không nói ra đây nữa. Tôi viết đơn tố cáo này không hy vọng được giảm nhẹ tội mà tôi chỉ muốn nói ra để bà con hiểu rằng sống trong chế độ này thì sẽ không ai cho ta làm người lương thiện vì tất cả lãnh đạo đều là tham nhũng trá hình. Chỉ có điều, khi phe cánh đấu đá nhau, tranh ăn nhau thì ai bị lộ, ai không bị lộ mà thôi. Tôi tin rằng, với những hành vi ăn cắp này thì tất cả các ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đều biết, nhưng không hiểu do ăn chia thế nào mà không ai dám nói ra sự thật, để một lực lượng lớn tiền bán dầu thô cứ chảy vào túi các quan, chức từ Bộ Chính trị đến các vị lãnh đạo trong Tập đoàn Dầu khí ở Việt Nam. Tôi cũng mong các bạn trên Facebook, nếu đọc được những dòng chữ này thì xin hãy chia sẻ cho nhiều người cùng đọc để cho nhân dân biết được tình trạng tham nhũng, ăn cắp của Đảng Cộng sản Việt Nam nó nguy hại đến đất nước như thế nào. Trước hết nói về quy trình bán dầu thô ngoài biển Vũng Tàu như sau cho bà con được biết. Dầu thô từ các giàn khoan được bơm về từ các tàu chứa dầu Chí Linh, Chi Lăng, Ba Vì, Việt Sopetro 01, rồi sau đó được xuất bán cho các tàu chở dầu của nước ngoài vào mua dầu. Đoàn cán bộ bán dầu gồm có công an, hải quan, dầu khí, đại lý tàu biển sẽ đi từ trong bờ ra. Vào những ngày biển êm thì đoàn này đi ra bằng máy bay trực thăng, đáp xuống các tàu chứa dầu, rồi sau đó chuyển qua tàu mua dầu bằng tàu dịch vụ. Tàu mua dầu được hoa tiêu dẫn đường sẽ buộc vào đuôi tàu chứa dầu rồi nối ống vào và dầu thô được bơm từ tàu chứa qua. Khoảng 1-2 ngày sau khi bơm hàng xong thì tàu mua dầu tách ra và các cán bộ của Việt Nam lại được tàu dịch vụ đón trở về tàu chứa dầu và từ đó lên máy bay trực thăng về lại bờ. Vào mùa đông, khi sóng to gió lớn thì không thể chuyển người trên biển được
nên tàu mua dầu phải chạy vào Vũng Tàu, rồi đoàn cán bộ Việt Nam sẽ được tàu dịch vụ chở ra leo lên tàu mua dầu và đi ra ngoài giàn khoang. Từ đó, tàu mua dầu cũng được Hoa Tiêu dẫn đường buộc vào đua tàu chứa để nhận dầu bơm qua. Xong xuôi, tàu mua dầu này lại chạy vào Vũng Tàu trả người xuống tàu dịch vụ rồi lúc đó mới đi ra nước ngoài. Từ những ngày bán lô dầu thô đầu tiên đến nay đã gần 30 năm và có hàng trăm triệu tấn dầu thô được bán ở ngoài biển như thế. Tuy nhiên, có một thông báo miệng từ thời Võ Văn Kiệt là tất cả các vụ tham nhũng trong ngành dầu khí thì công an, báo chí đều không được phép điều tra và những nghi vấn về ăn cắp dầu ngoài biển đều không được ai nói tới. Với khách hàng mua dầu là Nhật hay châu Âu thì có lẽ chuyện mua bán là sòng phẳng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, theo giá dầu thế giới và tiền bán dầu có lẽ được chuyển vào nhà nước công khai minh bạch, có đóng thuế và không thể không gian lận được. Nhưng với khách hàng Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Ví dụ xuất bán 100.000 tấn dầu thì họ chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hóa đơn, còn 30 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách. Dầu thô giá 100 đô một thùng thì họ trả bằng tiền mặt chỉ còn 50 đồng đô một thùng và hai bên cùng có lợi. Tôi đã chứng kiến từng đoàn cán bộ Việt Nam với ba lô căn phòng vừa lên bờ là có công an và người của Hà Nội đón và đưa đi đâu không rõ. Nhưng chắc chắn là tiền mặt và Trung Quốc trả trên tàu sẽ vào túi các quan chức từ Trung ương đến các lãnh đạo của tập đoàn dầu khí. Đặc biệt từ ngày ông Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng lên thì giá dầu thô tăng vọt nên số tiền thu được do bán lậu dầu này cũng tăng lên rất nhiều. Từ đó đời sống của lãnh đạo tập đoàn dầu khí vô cùng xa hoa lãng phí. Chỉ cần một cán bộ cấp trưởng phòng hay giàn trưởng cũng có thể nói chuyện hàng chục triệu đô và chuyên mua bán bên nhà Mỹ, mua nhà bên Mỹ hay châu Âu đối với họ là chuyện cái móng tay. Từ ngày ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng và ông Đinh La Thăng lên làm chủ tập đoàn dầu khí, thì khách hàng mua dầu khoảng 70% là Trung Quốc. Trong thời gian này, giá dầu thô cũng leo lên rất cao, có lúc hơn 120 đô một thùng, tức là khoảng 850 đô một tấn. Chỉ tính trong 10 năm nay, ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30%, tức là 6 triệu tấn một năm. Mỗi tấn tính rẻ là 600 đô, như vậy là băng đảng của ông Dũng và Đinh La Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 là bằng 36 tỷ đô. Đó là chưa kể đến hàng trăm khoản tham nhũng khác từ các ngành dầu khí như mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm tàu bè. Tất cả những cái này tôi sẽ lần lượt nêu ra trong các lá đơn sau. Tôi mong bà con share rộng rãi lá đơn này, ai giỏi thì có thể dịch ra tiếng Anh và phổ biến trên mạng cho toàn thế giới biết tham nhũng ở Việt Nam là trầm trọng như thế nào. Xin chân thành cảm ơn đồng bào. Tin tức về tài sản khủng của một số quan chức được truyền thông loan tải và cử tri lên tiếng yêu cầu nhà nước làm rõ. Tuy nhiên, sự can thiệp của cơ quan chức năng liệu có thực sự hữu hiệu? Lan Hương tìm hiểu qua vài vụ việc gần đây. Ngày 6 tháng 3 vừa qua, trên báo Thanh Niên có đăng tải một bài viết với tựa đề Quan lộ thần tốc của Hot Girl xứ Thanh, nói về con đường thăng quan tiến chức nhanh chóng của bà Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1986 tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Từ năm 2008 đến năm 2015, bà Quỳnh Anh liên tục được bổ nhiệm các chức vụ quan trọng tại tỉnh Thanh Hóa. Đầu tiên, bà này làm hợp đồng tại Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, sau đó được nhận vào làm tại Trung tâm Kiểm định Chất lượng của Sở Xây dựng Thanh Hóa mà không cần phải thi tuyển. Một năm sau, năm 2012, bà Quỳnh Anh được đưa về Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản của Sở này. Sau 6 tháng nghỉ sinh, bà Quỳnh Anh quay trở lại công tác một thời gian ngắn và được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản và chỉ 6 tháng sau được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Ngoài ra, bà này cũng được cho là sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng, có một căn biệt thự ba mặt tiền ở thành phố Thanh Hóa và đi chiếc xe sang trọng Cadillac Escalade trị giá nhiều tỷ đồng và có biển số độc chung với ngày tháng năm sinh của bà này.
Giới báo chí và người dân liên lạc với cơ quan quản lý và phụ trách của bà Quỳnh Anh cho biết tất cả đều có thái độ né tránh hoặc im lặng. Đến ngày 1 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới có quyết định thanh tra quy trình bổ nhiệm của bà này, nhưng lại giao việc này cho Ban Thanh tra của tỉnh. Quyết định này gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận vì nhiều người dân e rằng nếu tin đồn bà Quỳnh Anh là bồ nhí của một lãnh đạo tỉnh thì việc giao cho Thanh tra tỉnh điều tra là thiếu khách quan và thiếu sự công bằng. Vụ việc này chưa được sáng tỏ thì mấy ngày nay, thông tin ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, sở hữu khối tài sản khủng lại tràn ngập trên các mặt báo. Tin cho biết hiện ông Thơ sở hữu căn nhà có diện tích xây dựng 300 m² cùng 4 mảnh đất tại nhiều vị trí đẹp ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Ngoài ra, ông Thơ còn góp vốn 3 hectare đất trồng rừng và sở hữu 1,5 hectare đất nuôi tôm, góp vốn ở 4 cơ sở sản xuất kinh doanh với giá trị kê khai 2,5 tỷ đồng. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cũng mua cổ phiếu của công ty Dana Ý trị giá 500 triệu đồng. Đáp lại yêu cầu minh bạch tài sản của dư luận, vào ngày 15 tháng 3, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra thông báo cho biết ông Thơ đã thực hiện kê khai tài sản trước đó theo đúng nguyên tắc. Thông báo này cũng chỉ nói rằng việc thẩm tra xác minh kê khai nếu có sẽ do cơ quan trung ương chỉ đạo thực hiện. Trước cách xử lý của cơ quan chức năng trong hai vụ việc vừa trình bày, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo công dân, nhà phân tích độc lập từ Sài Gòn cho chúng tôi biết nhận xét của cá nhân ông. Cách hành xử của chính quyền địa phương trong hai vụ này cũng gần tương tự như nhau và gần tương tự như là cách hành xử của một số bộ ngành chính quyền trung ương ở một số vụ trước đây, chẳng hạn như vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Lê Trung Dũng, vụ Vũ Huy Hoàng, vụ Vũ Quang Hải, vân vân. Hầu hết là đều có dấu hiệu bao che và che chắn. Cần thấy là thế này, cho tới giờ gần như chưa có bất kỳ một cái vụ nào được lôi ra ánh sáng và xử lý một cách minh bạch, nghiêm minh. Cho dù là dư luận và công luận đã đặt vấn đề rất nhiều. Và cái việc mà đóng cửa bảo nhau, giao cho một cơ quan lại thuộc cái thẩm quyền của cái nhân vật đương sự như vậy á, điều tra hoặc là thanh tra, kiểm tra thì sẽ không dẫn tới đâu cả. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết, đánh giá cách hành xử của ban lãnh đạo là kết quả của việc hành pháp lỏng lẻo, tùy tiện. Bây giờ phải đặt lại vấn đề như thế này này, cái nhà nước này nó có tính pháp quyền hay không? Bởi vì cái luật lệ của cái nước này, cái hiến pháp của nước này là người ta tùy tiện lắm, thích thì áp dụng, không thích thì thôi. Cho nên là nó đặt lại vấn đề là nếu cái nhà nước này nó có tính chất pháp quyền, nó rõ ràng, rành mạch, nó tôn trọng cái ba cái quyền mà của nhà nước đấy, sự phân lập, lập pháp, tư pháp, hành pháp cho nó rõ ràng, và tư pháp là độc lập, thì nó mới có thể là xử được, nó mới điều tra được. Bây giờ công an điều tra, công tố mới điều tra do dưới sự lãnh đạo của đảng, thế thì làm sao mà nó điều tra được tử tế được? Và vì thế cho nên nó lùng nhùng, nó trá đâu vào đâu hết cả. Trước đó trả lời báo chí, ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định những tài sản ông có đều được kê khai minh bạch từ nhiều năm trước và nhấn mạnh rằng ông không có gì phải áy náy, người tốt thì có bỏ cối giã cũng tốt. Ông Thơ cũng giải thích rằng những lô đất ông sở hữu toàn nằm ở những vùng sâu vùng xa, còn cổ phần của công ty là của vợ ông. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai nhận xét về chính sách kê khai tài sản hiện nay. Kê khai tài sản là trò hề. Kê khai tài sản hiện nay là trò hề. Mà đã hề rồi thì là không có chính xác, không giải quyết được cái gì hết. Lâu nay có những cái tài sản nó khổng lồ, nó bất minh rõ ràng như thế. Nhưng mà ai làm cái gì? Rồi cái anh Thơ ở trong Đà Nẵng thế, tôi thấy kinh khủng quá. Tại sao cho nó lại có một cái thứ tài sản khủng khiếp như vậy? Tôi là một cái người mà lăn lộn tù đầy 6-7 năm nay tham gia, làm sao tôi có 100 triệu tôi không có nổi. Chứ đừng nói rằng là bạc tỷ, nghìn tỷ như vậy. Thế thì đây là một cái sự hết sức phi lý, thì phải điều tra, phải làm cho nó rõ thì dân mới tin được. Còn nếu không bùng nhùng thì làm sao người ta tin được.
Chỉ nội trong mấy năm gần đây, hàng loạt các vụ tham nhũng, bất minh bạch trong bổ nhiệm bị phanh phui. Tuy nhiên, từ khi truyền thông lên tiếng đến khi các vụ việc này được giải quyết là cả một chặng đường dài và đôi khi không được giải quyết thỏa đáng, thậm chí bị tảng lờ lắng dần vào quên lãng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Tất nhiên chúng ta đấu tranh với chống tham nhũng, cái gì cũng cần phải quyết liệt và cứ chống tham nhũng là hoan nghênh. Nhưng mà cũng cần phải xem là phân biệt rạch ròi là có những hành động chống tham nhũng thực chất nhưng mà số đó rất hiếm ở Việt Nam. Còn đa số còn lại là chống tham nhũng một cách giả tạo, thậm chí là mị dân và dối trá và chỉ phục vụ cho quyền lực và lợi ích nhóm mà thôi. Và chúng ta thấy là cho tới giờ ngay cả những cái vụ như là Trịnh Xuân Thanh hay Vũ Huy Hoàng báo chí lôi ra như vậy và đấu tố đến mức như vậy, thế mà cho tới giờ cũng chưa đâu vào đâu cả. Thì làm sao mà để là người dân có thể có nổi một cái niềm tin dù là hết sức nhỏ nhoi vào chế độ cầm quyền. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International ra thông báo cho thấy tỷ lệ tham nhũng ở Việt Nam là 65%. Cuối năm ngoái, các quan chức Việt Nam cũng đưa ra số liệu tiết lộ, trong 10 năm qua, các vụ tham nhũng đã làm thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng của nhà nước. Na Uy cũng đưa ra số liệu tiết lộ, trong 10 năm qua, các vụ tham nhũng đã làm thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng của nhà nước. Na Uy